Kính thưa quý vị, tiếp theo phần tin buổi tối hôm nay là bản tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Diệu Quy và Kim Dung xin được chào anh Khanh, thưa anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SVTN. Tôi phải có một câu hỏi, tôi không nghĩ là câu hỏi này nó lớn, nhưng mà câu hỏi này cũng đáng chú ý lắm. Có khi nào nửa đêm quý vị khán giả cũng như là hai chị thức giấc và tự nhiên thèm ăn một tô mì gói hay không? Dạ có. Cái câu hỏi hôm nay là bởi vì ngày hôm qua là ở Washington DC, trời mưa lâm râm, 3 giờ sáng tôi thức dậy, không biết làm gì tự nhiên thèm cái tô mì gói. Cái tô mì gói phải thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả là rõ ràng là nó đi suốt với cái cuộc đời của chúng ta. Nên nhớ rằng là hồi ở Việt Nam là chúng ta có mì hai con cua, mì ba con cua, mì hai con tôm, mì ba con tôm, vân vân và vân vân. Và chúng ta cũng đã từng, bởi vì là ở Việt Nam là có muốn ăn mì là phải kiếm nước sôi, rồi là lắc nhắc lắm. Thật ra nhiều khi là anh em sinh viên, học sinh chúng tôi là nhiều khi chúng tôi chỉ có ăn thôi, cứ ăn sống như vậy cho nó tiện. Thành ra là điều đó cũng đã có. Đến khi sang Mỹ thì tôi nhớ mãi là chúng ta, cái khởi đầu của chúng ta là có giai đoạn, tức là chúng ta ăn mì Kung Fu. Đó là cái giai đoạn đầu tiên. Và thưa với lại hai chị, không biết là chị Kim Nhung và chị Diệu Quyên còn nhớ không? Lúc chúng ta đi làm chỉ có được chừng 5 đồng một giờ, mà mỗi một giờ đi mua được một thùng mì gói. Chú cha ơi, sướng gì là sướng, gì là sướng. Và đặc biệt nhất là nó ăn mì gói lại đập thêm vài trái trứng nữa là tuyệt vời. Sau đó mùi Kung Fu rồi đến thời kỳ chúng ta ăn mì chua, tức là mì Mama. Mì Mama là xuất phát từ Thái Lan. Và cho đến giờ phút này thì tôi thấy là Mama vẫn là một trong những loại mì mà có lẽ rằng là chúng ta không bao giờ quên được. Rất là dễ ăn, vừa cay vừa chua, lại thêm có một chút hành ở trong đó nữa, hành phi ở trong đó nữa. Thì ra đây là cái nhóm món mì lý tưởng. Nói chứ lý tưởng là có thể lý tưởng với tôi chứ không lý tưởng với lại những người em của tôi, hoặc là những người con của tôi, những người cháu của tôi. Lý do là trong thời gian gần đây tất cả mọi người đổ xô nhau đi ăn mì Hàn Quốc. Và khi ăn mì Hàn Quốc thì phải thưa cùng với lại quý vị khán thính giả và thưa cùng với hai chị, cái việc đầu tiên là phải ăn cay. Mì Hàn Quốc chắc chắn là mì ăn cay. Và nhiều người bảo với tôi rằng là mì ăn cay cũng chưa đủ, mà nó có nhiều loại lắm, có loại cay vừa, có loại cay tới tới, rồi có loại là rất là cay. Chẳng hạn như là gói mì mà chúng tôi đang chiếu trên màn ảnh, trên màn ảnh TV đây, và quý vị đã xem thấy đây là cái gói mì bảo đảm là cay, nhưng mà thú thật bây giờ nó lại ra cái này mới chỉ có cay một nửa, nó còn ra cái mì cái cay gấp đôi, và tôi tin là trong tương lai thì nó sẽ cay gấp ba. Nhưng mà nói đi nói lại thì tôi vẫn nghĩ đến cái gói mì gói. Tôi nhớ là cái gói mì gói ở Sài Gòn thì khá đắt, nhưng mà cái gói mì gói ở Hoa Kỳ thì nó đi nó là quá rẻ. Như lúc ấy tôi đã thưa cùng với lại quý vị là lúc đó chúng ta làm việc chỉ có được chừng 4-5 đồng một giờ, 4-5 đồng đưa mua hẳn một cái thùng mì. Và lúc đó thùng mì tôi còn nhớ mãi rằng là có tới 24 gói, làm sao mà ăn hết 24 gói trong vòng một tháng trời. Đó là cái câu chuyện mì gói mà chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị khán thính giả của SVTM tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được trở lại studio với lại hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Cảm ơn anh Khanh, em cũng xin được chia sẻ cái thời gian em ăn mì gói vào lúc nào. Thưa anh Khanh, trong cái khoảng thời gian mà em nhớ còn đi đại học đó, thì em với một cô bạn chia nhau ra, thì em là chuyên môn mang mì gói, mì Mama ha, hoặc là mì ly đó thưa anh, nó gọi là cup of noodle. Còn cô bạn của em thì có cái phận sự là phải mang theo giá, không cần giá trụng, chỉ sạch thôi giá, và mang theo tôm khô cũng như là hai quả trứng luộc. Đó, đến khi mà em mang hai gói mì gói, em với cô đó thì cô đó mang trứng luộc với tôm khô rồi với lại giá. Thế là cứ như vậy mà đổ vô, cứ như vậy mà đổ vô, 5 ngày trong tuần đều ăn mì gói hết. Mà hôm thì Mama, hôm thì cup of noodle, hôm thì mì hành, rất là ngon anh Khanh. Còn sau này đó, mỗi lần mà coi phim bữa tối đó thưa anh Khanh, tự nhiên mình thấy cái người đại hàng họ đóng phim họ ăn mì cũng là ngưng. Cái phim đi xuống làm tô mì lên ăn mới được. Không biết Kim Dung thì sao có ăn mì không? Với lại cái mì ly, dạ. Đó, tức là gọi là mì cốc đó. Cái mì cốc đưa đó là nó có mấy miếng trứng ở trong đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là có mấy con tôm khô. Bây giờ mì cốc bây giờ nó không còn cả trứng và cũng không còn cả tôm khô. Mà cái giá nó đắt gấp 5, gấp 7. Cái thời mà nó còn cả tôm khô lẫn trứng thưa với lại
hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Riêng đối với Kim Nhung mới vừa trước khi vào tin tức hôm nay, Kim Nhung đã làm một tô mì gói mama rồi. Thấy không? Chị Diệu Quyên lúc nào cũng nói là Kim Nhung ơi đừng đừng ăn mì mỗi ngày, tại vì là em sẽ không có đủ cái chất bổ cho nên ráng mang cơm, nhưng mà không được làm biếng mang cơm, thì thế là cứ mỗi ngày mà làm biếng ra ngoài ăn thì cứ lấy một gói mì, bởi vì cô Yến accounting có mua sẵn mấy thùng mì nên cứ thế mà lấy mì ăn. Nhưng mà có một cái là không được lucky như là chị Diệu Quyên đã có người chuẩn bị trứng rồi chuẩn bị hành hay giá thơm. Còn này mình cầm tô mì thì chỉ có thấy mấy cọng mì không thôi, nhưng mà vẫn ngon. Đương nhiên là vẫn ngon, và đặc biệt tức là khi mình đói, riêng với lại mì mama của Thái Lan thì tôi thấy là như thế này. Nếu mà chọn một gói mì mà để rồi sau đó mình ăn xong rồi mình bỏ thêm một chén cơm nguội nữa thì chắc chắn thôi mình đó phải là mì mama. Đúng không nào, thưa chị Diệu Quyên? Chắc chắn phải là mì mama. Dạ vâng, cảm ơn anh. Nãy giờ mình quảng cáo cho tiệm mì hơi nhiều. Vâng, thưa anh Khanh, trong lúc mà bên ngoài đang có những biến động địa về chính trị rất là quan trọng, có thể ảnh hưởng tới an ninh của Hoa Kỳ, thì tính cho tới thời điểm này, Hạ viện Hoa Kỳ vẫn chưa có bầu xong chủ tịch Hạ viện. Vậy thì thưa anh Khanh, trước khi mà bà đến vấn đề ai sẽ là tân chủ tịch Hạ viện, thì sáng hôm nay có tin mức tăng phúc lợi an sinh xã hội, tức là Social Security trong năm đó là 3.2%. Và theo như SSC cho biết thì mức tăng này sẽ cộng thêm hơn 50 Mỹ Kim vào số tiền trung bình hàng tháng là 1.848 Mỹ Kim bắt đầu từ tháng Giêng. Anh Khanh thấy thế nào thưa anh? Tôi là người tôi về hưu và tôi đang sống với cái tiền an sinh xã hội. Thì tôi thấy là được thêm đồng nào thì hay đồng đó. Nhưng mà có một điểm mà tôi để ý thấy là như thế này. Tôi nghĩ rằng là đáng ra là họ phải tăng nhiều hơn. Lý do rất là dễ hiểu. Chỉ để ý thấy là tăng chỉ có 3.2. Trong khi nói giá thực phẩm là hiện tại bây giờ tính từ tháng 1 là họ tại giá thực phẩm tăng tới 3.8 và có thể là sẽ lên đến 4.1 và 4 chấm hoặc là hơn nữa vào tháng tới. Thật ra là bởi như vậy, mừng thì có mừng, nhưng mà tôi thấy là vẫn chưa đủ. Tôi chỉ Diệu Quyền ước gì rằng là tăng lên độ chừng 4.5 hoặc là 5% thì tôi nghĩ là có lẽ người dân họ sẽ hài lòng hơn, đặc biệt nhất là những ông bà ông già, ông cụ, bà lão, những người mà sống bằng tiền an sinh xã hội sau khi mà họ rời, họ không còn đi làm việc nữa. Đó, thành ra là tôi nghĩ là tăng thì oh happy, nhưng mà ước gì tăng nhiều hơn thưa với chị Diệu Quyên. Càng nhiều càng tốt thưa anh. Dạ vâng. Còn cái vấn đề này thì mọi người bây giờ ai cũng đang trông là khi nào sẽ biết tin là ai sẽ là tân chủ tịch Hạ viện. Như vậy thì theo anh đến khi nào thì Hạ viện sẽ có tân chủ tịch ạ? Cái đó thì tôi nghĩ là có lần tôi thấy anh Tuấn Ngọc anh bảo biết chết liền á. Bây giờ thì tôi cũng phải bắt anh Tránh Tuấn Ngọc để tôi lấy cái là biết chết liền, rõ ràng là như vậy. Hiện tại bây giờ thì người ta thấy là trước hết là cách đây được chừng khoảng một tiếng đồng hồ là ông Scalise ông loan báo quyết định là ông rút lui khỏi cái cuộc đua, và như vậy là bây giờ sân khấu của Hạ viện chúng ta thấy là chỉ còn có một ông Jim Jordan. Nhưng mà liệu ông Jim Jordan có đủ 217 phiếu để trở thành tân chủ tịch Hạ viện Cộng hòa hay không? Đó cũng là một câu hỏi rất là lớn. Đừng quên rằng là cho đến giờ phút này thì là người ta chia ra ở Hạ viện, họ chia ra rất cùng đảng Cộng hòa, nhưng mà họ chia ra rất nhiều phe. Có những dân biểu họ bảo là chúng tôi chỉ bỏ phiếu cho Scalise chứ chúng tôi không bỏ phiếu cho Jim Jordan. Có những người họ bảo là chúng tôi chỉ bỏ phiếu cho Jim Jordan chứ chúng tôi không bỏ phiếu cho Scalise. Thành ra rút cuộc sau ông Scalise là người được đảng đề cử ra để mà tranh chức chủ tịch Hạ viện, nhưng mà ông không tìm đủ 217 phiếu thì ra ông phải rút lui. Khi mà ông rút lui như vậy thì ai cũng hiểu là còn làm một mình ông Jordan. Nhưng mà tôi phải thú thật một cái điều là như thế này, chưa biết là tối nay thì ông Jim Jordan ông sẽ dàn xếp như thế nào, và liệu là đến sáng ngày mai chúng ta có thấy được là ông có đủ 217 phiếu hay không. Đó là cái câu hỏi lớn nhất. Nói tóm lại thì như thế này, bây giờ thì cũng vẫn là chuyện trên trời dưới biển, chưa ai biết rằng là ai sẽ là tân chủ tịch Hạ viện cả. Cũng có nhiều người bảo thôi cách hay nhất là như thế này, mời lại ông Kevin McCarthy trở lại thì có lẽ là tiện nhất, nhưng mà chắc chắn là cái điều đó sẽ không xảy ra. Cũng có người bảo rằng là hay là cả ông Scalise lẫn ông Jim Jordan rút lui để nhường chỗ cho một người thứ ba. Người thứ ba đó là ai thì cho đến giờ phút này cũng không biết được nữa, thưa với lại chị Kim Nhung.
Thiên Thanh, chỉ còn có 15 ngày nữa thôi là đến thời điểm phải có ngân sách mới. Nếu như không thì chính phủ liên bang Vâng. sẽ phải đóng cửa ngay trước kỳ lễ tạ ơn cũng như là Thanksgiving. Vậy thì Thiên Thanh, Vâng. liệu Hạ viện Hoa Kỳ có thể có ngân sách mới hay không vậy anh? Tôi thấy là như thế này, khi mà cách đây chẳng bao lâu thì chúng ta nói rằng là thôi, chúng ta vui mừng là bởi vì may mắn là chính phủ không phải đóng cửa, là chúng ta tìm được cái ngân sách tạm. Cái ngân sách tạm, sách tạm đó thì là trong đó là mọi khi mà đưa ra cái quyết định là tạm thời có một cái ngân sách nho nhỏ, thì là lúc đó là mọi người bảo là như vậy là chúng ta sẽ có tới 45 ngày để mà tiếp tục cho Quốc hội tiếp tục thảo luận, rồi sau đó sẽ có một cái ngân sách cho quốc gia. Thưa với chị kia Diệu Quyên, từ ngày mà đó cho đến giờ là 15 ngày, chúng tôi thấy không có ai nói chuyện gì về ngân sách. Tôi thấy là chờ quốc hạ viện thì cứ đóng cửa lên, đóng cửa xuống, rồi là cãi nhau om tỏi, rồi ngay cả ông chủ tịch hạ viện còn còn bị bãi nhiệm nữa cơ mà. Thành ra là rốt cuộc xong là họ vẫn chưa nói gì cả. Như vậy thì chúng ta ít nhất là đã mất đi nửa tháng rồi. Chị Diệu Quyên đặt câu hỏi rất là hay, liệu là có ngân sách hay không? Theo cái tình thế như thế này thì tôi nghĩ rằng là chắc là lại phải thôi, lại tăng thêm một ít nữa, được chừng một tháng nữa, để cho Hạ viện và Thượng viện cùng với lại Tòa Bạch Ốc bàn thảo về chuyện ngân sách. Chứ giờ phút này thì tôi không tin là chúng ta sẽ có ngân sách đúng thì đúng hạn, thưa với lại chị Diệu Quyên. Cảm ơn anh. Vâng, thưa với anh, sáng ngày hôm nay thì ông thống đốc Florida đó là ông DeSantis đã tấn công ông Trump. Vâng. Mà từ cái lúc ra tranh cử cho đến bây giờ hiếm khi nào mà thấy ông DeSantis chỉ trích ông Trump như vậy. Tại sao lần này ông lại làm việc này, thưa với anh? Lý do là bởi vì là Tổng thống Hoa Kỳ, ông cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tối ngày hôm qua, ông có nói chuyện với lại cử tri, và khi ông nói chuyện như vậy thì ông đã làm hai cái điều mà mọi người đều phải ngạc nhiên. Cái điểm thứ nhất là ông chỉ trích chính phủ Israel, đó là điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ nhì là ông nói rằng là cái bọn Hezbollah hay là cái bọn Hamas, tức là cái bọn khủng bố đó, chúng nó rất thông minh. Tôi phải thú thật với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, ngay tức khắc khi mà nghe nói như vậy thì tôi nghe cái bài diễn văn của ông Trump, ngay tức khắc sau đó thì tôi bảo trời ơi, chắc chắn là thế nào cũng sẽ có người lên tiếng. Tôi nghĩ là phía bên đảng Dân Chủ họ sẽ lên tiếng chỉ trích, nhưng mà rốt cuộc sau thì đảng Dân Chủ tôi không thấy họ nói gì, có lẽ họ lờ, họ không thèm để ý đến chuyện ông Donald Trump. Nhưng mà bên đảng Cộng Hòa thì ông thống đốc tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis, ông lên tiếng ngay tức khắc. Ông bảo là giờ phút này không có thể nào chúng ta mở miệng để mà chê bai đồng minh của mình, và không thể nào mà giờ phút này không thể nào mở miệng để mà khen bọn khủng bố là thông minh, vân vân và vân vân. Có rất nhiều người sau đó lên tiếng bênh vực cho ông Trump, bảo là ông Trump nói rằng là họ thông minh, chứ ông không Trump nói rằng là họ là người tốt. Tôi thì tôi nghĩ rằng là riêng cái chuyện mà nói là quân khủng bố là bọn không minh, thông minh thì riêng cái chuyện đó là chuyện không chấp nhận được, thưa với lại chị Kim Nhung. Dạ vâng. Cảm ơn Khanh. Vâng, cảm ơn anh Khanh và hẹn gặp lại với anh vào ngày tuần tới ạ. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn các khán giả đã theo dõi phần tiếp của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị.